chúc đại gia đình chúng ta an lạc vậy ai À, đây là những Thờ khóa tu cũng là kỷ niệm mà cũng là những thờ khóa tu chắc từ đó giờ cũng ít ai tổ chức cái thờ khóa tu này mà lại là đầu tràng trên không chung và đây cũng là những dấu ấn kỷ niệm đặc biệt quý vị để 700 người tu giờ này đều chân thật phát cái nguyện đời này mình phải về thế giới cực lạc có nghĩa là nhất định đời này phải về thế giới cực lạc Ngồi đây mà có những cặp vợ chồng mà tu chung là những đức thật sự rất là tán thác. À, đồng vợ đồng chồng, thác biển đông cũng cạn. Vợ chồng mà đồng lòng mà cùng tu, dù là gia đình không giàu, không giàu có cơm ăn áo bằng là đủ. Đây cũng là đại hạnh phúc, thật sự. Cái phúc báo này không đơn giản. Nên mình niệm Phật, mình phải tin chỗ này thì biết rằng cái thời khóa tu giờ này đặc biệt lắm, tu rất đặc biệt, người mình giống như cái tâm mình nó đứng lại đặc biệt lắm, bởi vì cái thời khóa này từ đó giờ chắc chắn là ít ai nghĩ cái thời khóa này là thời khóa đặc biệt, mà cũng là cái thời khóa mà không phải dễ vô tu, nếu không biết sắp xếp khéo léo về cái việc mà thời gian để tu thì cũng thất bại Nếu giờ này mà đưa lên thờ khóa này mà khoảng cỡ hai tiếng mấy được, dội rớt liền nói dối Đúng không nhưng những đức đưa cái thờ khóa chứ bị tu quá khỏe nghĩa là cái đặc biệt của chúng ta là lấy cái mấu chốt từ 12 giờ khuya Vì biết rằng là cái giờ này là cái giờ cầu an cũng thù thắng mà cầu siêu cho những người những cô hồn khổ đau cũng cực kỳ đặc biệt tại vì giờ này giống như tần số thông ấy. những cái giờ mà ngày bình thường thì tần số loạn nên cái đoạn đường mà đi của mình nó bị trở ngại còn giờ 12 giờ khuya này là tần số thông tất cả con người đều lắng động tâm ngủ hết giờ này mình lại phát tâm nên cái tần số của 700 con người này nó lượng thẳng hư không siêu dược thập pháp giới với là cảm với bổ nguyện phai a di đà nên giờ tu này tuyệt vời lắm về sau chúng ta về thế giới cực lạc mình sẽ hồi ức lại những khoảnh thời gian mà chúng ta đã từng ở cõi ta bà này tất cả những gì khi chúng ta ở cõi ta bà này dai mượn của nhau lúc chúng ta về thế giới cực lạc sẽ trả cho nhau hết thôi nhưng Đức sẽ trả đủ cho quý vị Không thiếu một chút nào Về thế giới cực lạc đi tính sổ nha. Nên Cái giờ tu này Thật sự mà nó, nó quá tuyệt vời đặc... Tuyệt vời lắm Nghĩa là một thờ tu này thôi nha quý vị Nó sẽ Ba bốn thờ tu Không thế nào mà Mà thế nào sánh bằng được Thờ tu này đặc biệt dữ lắm Ừm nó buồn ngủ thôi đúng không? Nó từ từ hết buồn ngủ thôi. Chỉ cần nghĩ rằng tương lai Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Phật A Di Đà sẽ không bỏ những đứa con ngoan ngoãn, dễ thương, siêng năng niệm Phật, thức khuya dậy sớm. Phật A Di Đà sẽ không bỏ những đứa con này. Chúng ta đời này không muốn làm kẻ cùng tử lang thang. Nữa. Muốn đời này là đời chấm dứt cái lang thang trong cái cái lục đạo lưng hồi không bờ bến này và cái chết sống mà không ngừng nghỉ đời này muốn dừng lại và muốn sanh về thế giới cực lạc từ hôm nay những đức sẽ thêm một thời khóa tu tùy duyên là cố định 9 giờ buổi tối 9 giờ vì những đức ngồi để ý cái thời khóa đó hay Tại cái thời mà tu mà tới 7 giờ 30 nghỉ Thì từ 7 giờ 30 mà cho tới 9 giờ chúng ta vô từ khóa đó thì tuyệt Nghĩa là bây giờ là phải suy nghĩ chuyện tu tập Mười mấy năm nay nó đã Duyên Phước đã tạo Dữ quá Bây giờ đến lúc phải an định tâm Nghe câu Phật hiệu thôi Ai là những bạn sen Ai là những người mà muốn đời này đi về thế giới cực lạc Cùng với những đức thì cố gắng Đời này của những đức là quyết chí Phải về thế giới cực lạc Thật sự Cái cảm giác bây giờ nó dạt dào ghê lắm Nó dạt vào về thế giới cực lạc Dữ dằn lắm Không đơn giản Nghĩa là 15 năm đi tu mà trong thời điểm Khoảng một tháng nay là thời điểm dạt dào nhất Dạt dào nhất Đúng đó là Trong cái thuận cái nghịch đều là bạn thân thiết của ta đời người đừng nên lúc nào cũng chọn cái thuận mà bỏ cái nghịch cho ai đây trong cái nghịch bản thân mình còn có thể chuyển biến nhờ từ ngay chỗ mình niệm phật bây giờ mình chọn thuận không thì nghịch bỏ cho những con người khổ đau trong khỏi đời này làm sao họ chịu nổi nên thôi chúng ta là những người đệ tử ngoan của phật a di đà thôi cũng gánh vác những cái nghịch trong cuộc đời cho chúng sanh giảm bớt đi cái khổ đau quý vị thật sự. Nên trong cái nghịch đó mới thật sự là chúng ta muốn sanh cực lạc. Trong cái bị bỏ rơi đó chúng ta mới thật sự muốn sanh cực lạc. Và trong cái bị tình cảm phủ vàng chúng ta mới thật sự muốn về thế giới cực lạc. Nếu cái gì cũng thuận tiện, cái gì cũng thương yêu, cái gì cũng là chung thủy thì chúng ta khó phát tâm sanh cực lạc lắm. Vì chúng ta bị cái ái tình chối buộc Vì sợi dây chung thủy đó Mà chúng ta không nở lòng Để xa họ Nên chúng ta đời đời kiếp kiếp Phải phải bị chối buộc trong cái cõi ta bà này Nên những người đang phủ phàng Không chung thủy với ta Là những người đang thúc đẩy ta Đang xua đuổi ta Đi về thế giới cực lạc Thật sự quý vị Như câu chuyện nghịch duyên quý vị thấy không Cuối cùng rồi cô độ luôn người chồng Chở ngại cô Đây là điều rất rõ ràng 100% Nên 700 con người đang tu lúc 12 giờ khuya này Hãy cảm giác điều phủ vàng trong cuộc đời Là điều tốt đẹp Cho người niệm Phật giảng sanh chúng ta Sự chở mặt quay lưng của người khác Là điều tốt đẹp Cho người niệm Phật sanh cực lạc của chúng ta Rõ ràng chứ tổ sư đó nói rằng Sự dở ngại phủ vàng Sự lường gạt dối trá đến với ta là điều đặc biệt tuyệt vời nhất để người thật sự có tâm cầu sanh cực lạc và dành cho những người có chí khí thật sự là những con người đàn ông đích thực để muốn sanh về thế giới cực lạc tuy đây đa phần là nữ nhưng quý vị nhớ rõ ràng trong kinh đức phật nói thăng nữ chuyển thành nam không phải là quý vị tự nhiên nữ cái gì mà niệm phật ngày mai có râu ria nam cái chuyện này thì cái chuyện mà nói thật sự không thể nào cái cõi đời này mà lại xuất hiện kỳ cục như vậy ý đức phật muốn nói rằng là mình là một người nữ yếu đuối không quyết định được sự việc quyết đoán được cái việc giảng sanh thường bị cái dòng đời tình cảm chối buộc mình mình nặng bên này mình nghiêng bên họ bây giờ đức phật đưa mình cái pháp tu niệm Phật Mà để mình trong đời này Người nữ này Phải trở thành một cái tâm nam tử Mạnh mẽ quyết đó Trượng phu quyết chí vượt qua những cái sự ái tình chối buộc Mà hướng về thế giới cực lạc Có nghĩa là quý vị đang là tâm của trượng phu Là những con người có tâm trượng phu thật sự mạnh mẽ Nhá không đó. Bây giờ ngồi đây Có một người đàn ông đích thực để quyết chí dẫn dắt quý vị thì đời này phải về thế giới cực lạc thấy không thì quý vị nên cố gắng lên dù cho sự trở ngại gì khó khăn gì vì thấy những đức cũng đồng hành với quý vị lễ quan âm ba ngàn lại hay bao nhiêu chương trình dù là khó khăn cỡ nào quý vị thấy cuối cùng vẫn là người hô này đồng tình với quý vị nhiệt liệt hết mình thì tiến bước trên cái lộ trình mà đầy dãy trong gai bao nhiêu gặp ghềnh bao nhiêu ổ gà mình cũng vượt qua để mà về thế giới cực lạc nên tin chắc 100% phần trăm phật đà sẽ không bỏ mình đâu quý vị ơi vì nhớ nên đây gọi là sứ mệnh của chúng ta tiếp tục để đem tịnh độ giới thiệu thật sự phải nói rõ là sứ mệnh chúng ta tiếp tục đem pháp môn tịnh độ giới thiệu nên những đức mong những người nam ngồi đây dù le que một cái tên hay là nữ ở đây ngồi thì thiệt là đông giờ này là giờ mà gọi là linh thiêng nhé. để mỗi người chúng ta chân thật phát nguyện thấy không? cùng đồng hành để mà đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho nhân sinh chỉ có đem pháp môn tịnh độ này gỡ cho nhân sinh để người khổ đau trở ngại nhất bí đường bí lối nhất bệnh đau ung thư bị bỏ rơi bị phụ phàn tình cảm bị lường gạt không còn lối thoát có khi muốn treo cổ tự tử nhưng cuối cùng nhờ cái pháp niệm phật này nhờ cái pháp niệm phật này mà họ có chỗ nương tựa và nhờ những điều nói chuyện đơn giản của hai lúa này mà giúp cho họ dễ nghe dễ biết và có một con đường cỡ mở mở ra mà họ một con đường để cho họ thông giống tự tại về thế giới cực lạc thật sự nếu ai là những người thật sự quyết chí Muốn về thế giới cực lạc Thì cùng với hai lúa này Đức hai lúa kia, Cư sĩ Muốn về thế giới cực lạc Thật sự Có nghĩa là thật sự đời này muốn về thế giới cực lạc Bây giờ chúng ta nên phát lên cái nguyện Bây giờ Dù cho gặp sự trở ngại chống gái gì Chúng ta vẫn thấy mình không có thiệt thòi Thấy mình không có thiệt thòi gì tương lai Phật A Di Đà Bồ Tát Quán Đam Bồ Tát Đại Thế Chí và hàng thánh chúng sẽ đến để tiếp dẫn và khen quý vị khen những con người sống ở cõi ta bà nhiều sự trở ngại khổ đau này sanh trong cái thờ pháp của Phật quá cứ là bị hạ cấp mà quý vị dẫn tin cái pháp niệm Phật này Cái pháp khó tin Mà quý vị quyết tâm niệm Phật Để về thế giới cực lạc đức Phật Ây Đà sẽ đến khen quý vị Khen quý vị sống trong cái cõi này Nhiều người hơn thua đấu đá tranh giành Nhưng quý vị Lại là một công dân tốt Một con người chấp hành pháp luật đàng hoàng Một con người biết ơn Gọi là tứ trọng ăn Ơn cha mẹ ơn chúng sanh ơn đất nước ơn tam bảo tam bảo liệt kê vào thầy dạy mình nhớ kỹ nên mang những cái ơn này để mà quyết chí thì phật cầu sanh cực lạc với nghe quý vị không thấy mình thiệt thòi thì không bao giờ muốn đi đấu đá với ai và chúng ta xếp gọn những cái lịch lang thang của chúng ta lại đi nên xếp những cái lịch lang thang của mình lại đi phải hãy ký tên Vào cái sổ sanh tử đời này Phải về thế giới cực lạc đi Có nghĩa là cái sổ Ký Chiến này ở cõi ta bà là gì Sanh đến cõi ta bà là tử sanh cực lạc Quyết tâm vậy đi Nếu ta quyết tâm như vậy rồi Thì chịu thiệt được hết Chồng thương hay chồng ghét Chồng thương hay chồng đánh con hiếu hay là con bất hiếu cũng đều vui vẻ chả. Bạn bè đến với mình chân thật hay là giả dối mình cũng quyết tâm giả luôn. Không thấy mình thiệt thòi phải thật sự từ tâm. Thật sự tự tâm không thấy mình thiệt thòi. Nhớ nghe quý vị. Bây giờ cái pháp niệm Phật này đem lại tới nhà cho quý vị rồi. Bây giờ giờ này mà những đức đang đến nhà quý vị. Gõ cửa trái tim mà còn không chịu niệm Phật sinh cực lạc nữa Thì bị muốn cái gì nữa Phải gõ cửa trái tim không Giờ này không có những đức ngồi đây Làm sao quý vị vô cái thời khóa này tu Cái duyên Những đức quý vị quá dày Nên gõ cửa vào trái tim Một cái thôi là thổn thức và tỉnh táo Để mà tu tập Cái duyên này không đơn giản đâu đúng không Nên dù cho người này tiếng tai tai tiếng gì Thì người này vẫn là người gõ cửa trái tim mình để niệm Phật Đó là cái điều Mà chúng ta cảm thấy rằng Rất mừng Mừng gì Trong đời của mình để xuất hiện một người đàn ông dẫn dắt mình niệm Phật cầu sanh cực lạc Dù thời điểm là xuất gia hay giờ Là cư sĩ Họ vẫn đồng hành với mình Việc này quý vị hãy ngồi suy nghĩ lại Giờ này có ai có ai thì những người ngồi đây để mà nói về pháp môn tịnh độ này chân thật khuyên vị niệm phật đâu bao nhiêu con người giờ này đang say sưa trong giấc ngủ còn những đức mỗi ngày dù cỡ nào cũng đồng hành với vị bốn thờ bây giờ còn thêm một thờ nữa là năm thờ 12 hai giờ khuya một thờ nữa là sáu thờ gọi là lúc thờ tịnh độ tu kiểu này mà không giảng sanh nữa thì thôi ừ. thật sự mà nói cái giờ này nó giảng giàu quý vị ô là quý vị phải về cực lạc quý vị ô đời này phải về thế giới cực lạc thôi đúng không Đấy. như vậy thì chúng ta phải phát tâm là phải vui trả nợ không có thấy mình thiệt thôi thuận nghịch gì đều là bạn và phải xếp gọn những cái vé đi lang thang xếp gọn lại ở nhà tu tập lo cho gia đình đàng hoàng để cho trách nhiệm bây giờ là cái lúc bản thân mình phải quét nhà mình rồi lúc này là cái lúc mình phải quét nhà mình rồi mới bị ô như bản thân như đức năm nay 43 tuổi rồi bây giờ trong cuộc đời này như đức nói với vị nghe cái chết đến với mình cũng chưa chắc là già, bệnh. Có những cái chết rất kỳ cục, bất thường đến với mình. Bản thân chúng ta hãy lúc nào cũng chuẩn bị. Khi bất cứ lúc nào cái chết đến là ai với Đà Phật. Thì đến rước mình về thế giới cực lạc. Phải mang cái tâm đó, đó Chứ không phải giờ đến lúc con già, con bệnh, Phật rước con. Hộ niệm, không phải. Mà bây giờ là lúc mà quyết tâm. Bất cứ lúc nào tai nạn gì đến ở ăn đến là con chỉ có một niệm là về thế giới cực lạc chồng kế ngồi kế bên niệm không niệm kể ông tôi đi trước rồi tôi trở lại Ngước ông sao vì cái lúc này là cái lúc phải về thế giới cực lạc trước ai về sau kệ mình phải về trước phải về trước tôi quyết tâm nên câu vật hiệu này bây giờ phải siêng năng đi cầu thang bước từng bước thầm cũng niệm phật A à, di đà phật, từng bước thầm xuống cầu thang, lên cầu thang cũng từng bước thầm a à, di đà phật. đó, nghĩa là trong mọi lúc mọi nơi, chạy xe ngoài đường đèn đỏ a à, di đà phật, chờ tới đèn xanh, oh. ngồi đợi ai cũng niệm phật, chứ không có để mất thời gian nữa, bấm số niệm phật những cái thứ buồn dặn người khác đem ra đem ra khỏi tâm của mình luôn hiểu phải mạnh mẽ vậy đó phải phát tâm rằng những cái thứ buồn dặn hẳn chắc đem ra những cái tình cảm mà gọi là ở cõi đời này của chúng ta hãy tùy duyên phương tiện mà sống với họ biết đó là giả tạm nhưng sống với họ bằng cái tấm lòng nhưng bất cứ lúc nào đã hết duyên thì ta không một chút gì lưu liên nhớ kỹ nghe quý vị nhưng không đá đổ cuộc sống gia đình không đá đổ tình cảm thế gian gì đó là hữu tình độ xanh. không đá đổ nhưng nếu lúc nào người ta quyết định chặt đứt tình cảm này thì ta sẵn lòng không có chút gì lưu liên nhớ nghe phải cái tâm đó đó người đức hướng dẫn gì quý vị là gọi là hữu tình chúng sanh không phải là buông xả cách mù quáng đá đổ cuộc sống hiện tại không phải mà sống rất tốt sống rất đặc biệt sống có tình cảm sống có sự thương yêu nhiệt tình nhưng mà nếu như người ta đã quyết định không cặn mình thì mình cũng không có gì phải lưu liên nhớ kỹ điều này đó là cái đặc biệt cái cuộc sống mà tất cả những người nghe này là quý vị, vị đã nắm được một chiếc phao tuyệt vời của thế giới cực lạc nắm có vật hiệu này cho chắc đời này phải về thế giới cực lạc không có hẹn đời nào nữa hết nhớ như quý vị giờ này là giờ một giờ 27 phút phát nguyện sanh cực lạc đời này phải về thế giới cực lạc ai muốn giảng sanh đưa ta lên coi quyết chiến nha quý vị nếu đã muốn sanh cực lạc không buồn dặn ai để trong tâm dễ tính khoan dung và tha thứ để đời này phải về thế giới cực lạc Chúc quý vị an lạc a di đà phật a di đà phật hẹn gặp nhau thế giới cực lạc yêu các sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ chúng ta hẹn về thế giới cực lạc nhé a di đà phật a di đà phật